cầm 50k đi ăn trưa, ăn cả đồ tráng miệng cùng Bin nha. Đợt này thì review quanh mạng Ngô Sĩ Liên hơi nhiều. Chơi với cả đứa bạn thổ địa ở đây thành ra cũng thành thổ địa ở đây luôn. Tính ra quanh mạng này là tôi cũng khai thác triệt để các quán ăn luôn đó. Còn thiếu mỗi cái quán hủ tiếu trộn này là chưa một ai trên TikTok review thì hôm nay mình sẽ review nha. Hình như là đợt này cô mới bán thêm cả mì Vằn Thắn nữa nhưng mà mình cũng chưa thử đâu. Bình thường mà qua đây thì mình hay ăn hủ tiếu trộn này. Một bát hủ tiếu trộn này có giá là 30 cành, ngày xưa có 25 cành thôi nhưng mà lên được 5k này cũng chả làm sao cả. Topping trong bát này sẽ có thịt bò này với cả thịt xá xíu. Thịt xá xíu thì tất nhiên giá này thì sẽ hơi mỏng nha. Nhưng mà nước trộn thì rất là đậm đà luôn, ngọt ngọt dễ ăn. Mình còn gọi thêm cả một bát sủi hai người này là 20 cành nữa. Quá trời là sủi cảo luôn, có cả sủi cảo chiên lẫn cả sủi cảo luộc như thế này. Món hủ tiếu trộn này thì khá là hợp mùa hè luôn ấy. Ăn xong đồ mặn thì phải tráng miệng cái nhở, ở đây còn có cả canh bún này, miến lươn với cả bánh đa trộn cũng ngon lắm. Tấp lẹ và hàng chè này bán đúng kiểu chè truyền thống ấy. Ăn chè trong chợ này thì mới nhớ ra cái cảnh chị Nguyệt Thảo Mai ở trong phim ấy. Mình có gọi một cốc chè Thái Sương Sa, còn bạn mình thì gọi chè bưởi gì đấy. Nói chung là chè ăn cũng được, mà ăn no nê mỗi đứa hết có 50 cành thôi. Để sau tôi quay lại mạng này review lại những cái quán ăn quanh đây nữa nha.